Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 27 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chủ trì buổi giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Giảm áp lực cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Huyện Ân Thi đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp sớm bàn giao cho nhà đầu tư. Lực lượng vũ trang Văn Giang đơn vị xuất sắc toàn diện. Cảnh giác với các trò lừa đảo tinh vi trên sàn thương mại điện tử. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để xem xét các tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng sự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó mức thu học phí tăng không quá 7,5% năm. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các sở ngành các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở ngành đạt 37,56%, của các huyện, thị xã, thành phố mới chỉ đạt 0,98%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở góp ý của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo các tờ trình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo từ năm học 2022-2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến. Tức là thống nhất là mức thu là thấp nhất theo quy định của luật và hàng năm là tăng mức thu này theo tỷ lệ trượt giá hàng tiêu dùng được liên giám thống kê công bố hàng năm. Về nội dung sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các sở ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình một số ngành và các địa phương để tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến rất thấp. Vì vậy, cần phải quyết liệt các giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ ở mức độ 3 và mức độ 4. Trong đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung hướng dẫn về nghiệp vụ, các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là cơ sở vật chất và trang thiết bị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cũng yêu cầu các sở ngành, huyện, thị xã đẩy nhanh giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp theo quy định. Giao cho các sở ngành và các huyện, thành phố, thị xã thực hiện. Riêng đối các cấp xã thì các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo với đơn vị của mình thực hiện theo cái mục tiêu đã được chính phủ quyết định. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%. Hai là tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%. Mà áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 này. Để thực hiện cái mục tiêu này thì tiếp tục giao nhiệm vụ cho Văn phòng Ủy ban tỉnh kết hợp với Sở Thông tin Truyền thông hướng dẫn cái quy trình để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 và niêm yết công khai ở bộ phận một cửa ở các ngành và các huyện, thành phố. Và cũng thống nhất đến nay là khi mà áp dụng này thì yêu cầu các huyện, thành phố và thị xã và các ngành chỉ đạo khi mà những bộ thủ tục hành chính mà áp dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thì không nhận trực tiếp mà nhận trực tuyến. Riêng phí và lệ phí thì giao cho cơ quan Sở Tài chính tiếp tục tham mưu trình Ủy ban nhân tỉnh để báo cáo thường vụ thông qua Hội đồng nhân dân đối với cái mức phí và lệ phí đối với áp dụng mức độ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thì miễn phí để khuyến khích tối đa người sử dân và các tổ chức cá nhân sử dụng cái mức độ 3, mức độ 4 cao hơn, cao nhất có thể. Trách nhiệm người đứng đầu là các đồng chí giám đốc, thủ trưởng đơn vị, các sở ngành và các chủ tịch ủy ban các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh sẽ tổng hợp và đánh giá mức độ thực hiện của các huyện, thành phố, thị xã, các sở ngành vào 31 tháng 12 năm 2022. Đây là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá các đơn vị hoàn thành
nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân cấp phân quyền cho các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố để tự chủ công việc được giao và từng bước cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết cho các tổ chức cá nhân để xã hội phát triển. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa ban hành kế hoạch kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Hưng Yên. Theo đó, tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi như phòng, quản lý đề thi, bài thi. Phải đảm bảo an toàn, có tủ chắc chắn để bảo quản đề thi, bài thi riêng biệt, phải có camera an ninh giám sát, có công an trực bảo vệ 24 giờ trên ngày. Phòng thi phải có bàn ghế cho thí sinh dự thi, cán bộ coi phải niêm yết đủ số phòng thi, danh sách thí sinh dự thi. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để phòng chống dịch COVID-19, bao gồm trang phục bảo hộ, khẩu trang, vòi nước rửa tay, chai nước rửa tay khô, kiểm tra công tác in sao đề thi, tập trung kiểm tra thành phần cán bộ các phòng thực hiện nhiệm vụ in sao đề thi, công tác an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc thực hiện nhiệm vụ được trường điểm thi phân công và thực hiện quy chế thi của những người tham gia làm thi và của thí sinh dự thi. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 10 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 sẽ diễn ra. Thời điểm hiện tại đang là giai đoạn căng thẳng, áp lực đối với học sinh khối 12. Tuy vậy, nhiều em vẫn có những cách thức để tự giải tỏa áp lực tâm lý cho bản thân. Đây là một trong những biện pháp thư giãn giải trí của em Trử Phương Thảo, trường Trung học Phổ thông Văn Giang trong những ngày này. Một ngày có tới 11-12 tiếng dành cho việc ôn tập. Những phút giây thư thái như thế này là thời gian Thảo tự cân bằng lại cảm xúc, duy trì một trạng thái tích cực, tươi trẻ. Quá trình giải trí đấy nó cũng sẽ giúp em có thêm năng lượng và có thêm tinh thần nhiều hơn để lại chuẩn bị quay trở lại với việc ôn tập. Trong quá trình giải trí thì mình cũng tích lũy được một số những cái kiến thức nhất định hỗ trợ cho mình trong quá trình ôn thi. Cố gắng là giữ một cái tâm thế bình tĩnh, tự tin bước vào cái kỳ thi này dù cho kết quả của bản thân có ra sao. Khác với Thảo, hai em Lê Xuân An và Nguyễn Gia Khánh trường Trung học Phổ thông Văn Lâm lại lựa chọn hình thức học nhóm để giảm tải áp lực. Có thêm bạn đồng hành, cùng học, cùng chơi, giúp cho những ngày ôn thi bớt nặng nề hơn. Ôn một mình thì nó sẽ rất là nhanh, cảm thấy là chán nản, với cả nhiều bài nó rất khó thì hai bạn thì sẽ có thể giúp nhau hơn. Khi nào kiến thức mình quên thì bạn có thể nhớ và bạn sẽ bù đắp. Còn những lúc giải trí thì chúng ta có thể cùng nhau xem phim hoặc là chơi game hoặc là chơi thể thao. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời học sinh. Sự kỳ vọng của gia đình, người thân cũng tạo nên áp lực tâm lý cho các em. Do đó, chuẩn bị kỹ về tâm lý và tâm thế giúp con vượt qua những áp lực thi cử là điều mà các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm. Đối với gia đình thì không đặt cái tạo áp lực lớn đối với con cái trong cái việc học. Thì cái quan trọng là cái ý thức học của con như thế nào. Có những lúc áp lực học tập lớn thì gia đình cũng là có những trao đổi và cho các cháu thư giãn ở bên ngoài, chẳng như là xem tivi hay là cùng tham gia hoạt động ngoài trời để cho con có tinh thần thoải mái. Các sĩ tử đang đếm ngược từng ngày để đến thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tâm trạng của các em thường có nhiều hồi hộp, lo lắng và rất nhạy cảm. Để giảm được áp lực, điều quan trọng nhất là bản thân các em phải tự ý thức được rằng kỳ thi không phải là tất cả. Nếu không may mình không qua được thì sẽ thi lại chứ không phải là tương lai sẽ sụp đổ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả tiền bồi thường về đất đai và chính sách hỗ trợ cho 914 hộ dân của dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sạch và cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ với tổng số tiền trên 550 tỷ đồng. Trong đó, cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ có 607 trên 617 hộ dân nhận tiền. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sạch nằm trên địa bàn xã Xuân Trúc có 545 trên 547 hộ dân nhận đền bù. Các hộ còn lại chưa nhận tiền là do vắng mặt tại địa phương và một số hộ chưa nhất trí với các phương án đền bù. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi đang tích cực vận động các địa phương có các dự án đi qua, tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hưởng ứng ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư.
Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thị trấn rà soát toàn bộ các công trình vi phạm đất đai cùng với việc xem xét xử lý trách nhiệm của các cán bộ để xảy ra vi phạm tại địa bàn. Bên cạnh những biện pháp cứng rắn kiên quyết xử lý nghiêm công trình vi phạm, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Đây được coi là chìa khóa tháo gỡ nút thắt, tạo sự đồng thuận của người dân. Với phương châm vận động mưa dầm thấm lâu đã tác động tích cực cũng như nhận được sự đồng thuận, người dân đã tự ý thức, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. 6 tháng đầu năm, huyện Khoái Châu giải tỏa được hơn 900 trường hợp, trong đó 436 vi phạm trên đất nông nghiệp, 480 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và giao thông. Điển hình là tại xã Hồng Tiến, hộ gia đình ông Đỗ Hữu Tuấn và ông Bùi Đăng Tá đã sử dụng trên 561 mét vuông đất trồng lúa vào mục đích khác. Sau quá trình tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, hai hộ gia đình đã tự tháo dỡ công trình vi phạm. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang huyện Văn Giang đã có nhiều những đóng góp lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời bình lại tiếp tục có những thành tích quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày 28 tháng 6 năm 1947, huyện đội dân quân Văn Giang, nay là Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Giang, chính thức được thành lập. Nhờ đó, từ thế bị động, ta đã chủ động tích cực chống càn quét, bao vây tấn công các vị trí địch, giải phóng đất đai, mở rộng vùng du kích. Dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, huyện đội dân quân và dân Văn Giang, chiến đấu gần 2.500 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống trên 2.000 tên địch, thu 2.000 súng các loại và hàng chục tấn quân trang, quân dụng các loại, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước đánh đuổi thực dân Pháp, giành thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Văn Giang đã đồng lòng cùng cả nước vừa xây dựng vừa chiến đấu, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Về đấy từ năm 60 đến 68 thì tất cả cái biên chế của chúng tôi có 6 người thì vẫn làm mấy nhiệm vụ. Một là huấn luyện dân quân tự vệ, hàng năm tuyển quân, giao quân hai đợt, mà mỗi một đợt hàng nghìn quân. Thế rồi là trong chiến tranh phá hoại thì chúng tôi huấn luyện chiến đấu và tổ chức các cái đội trực chiến bảo vệ các trọng điểm như là Cống Xuân Quan, Phá Mỹ Sở. Thì như vậy chúng tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cái lúc đó mà nhiều anh em ấy là chủ nhiệm này, phó chủ nhiệm này, đội trưởng sản xuất này, mà chúng tôi yêu cầu đi bộ đội là anh em cũng bỏ để lên đường đi hết. Thế còn phụ nữ ấy, đi thanh niên xung phong, đi dân công hỏa tuyến, ở nhà cũng phải tay cày tay súng đấy, để có lương thực phục vụ cho tiền tuyến. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Kết thúc chiến tranh, lực lượng vũ trang Văn Giang cùng với cả nước tiếp tục thực hiện đầy đủ có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hàng năm luôn hoàn thành việc tuyển chọn gọi thanh niên lên được nhập ngũ, thực hiện tốt đầy đủ nghiêm túc hiệu quả các nội dung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện tỉnh, tổ chức diễn tập phòng thủ, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, góp phần xây dựng phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phát huy những cái truyền thống và kết quả đã đạt được của thế hệ cha anh đi trước, tập thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện luôn đoàn kết nhất trí cao, tập trung tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quân sự quốc phòng địa phương và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bám sát vào nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ huyện Văn Giang và Đảng bộ quân sự tỉnh. Có những công tác lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, trong từng giai đoạn và từng năm. Lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy tốt truyền thống quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 114 triển khai thực hiện chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025.
với mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn xử lý hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, trang bị kiến thức kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng. Toàn tỉnh phấn đấu 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở bảo vệ nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh tổ chức định kỳ chương trình tuyên truyền giáo dục kiến thức kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn. Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân cộng đồng xã hội và tổ chức cá nhân khi bị tố giác phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn giao dịch điện tử, đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Không ít người đã trở thành nạn nhân, bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Do cung cấp số điện thoại để tìm việc làm thêm trên mạng xã hội, cuối tháng 5 năm 2022, anh Hát ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động nhận được tin nhắn Zalo có nickname Emmy mời chào tham gia công việc nhập dữ liệu web qua nhóm Telegram để hưởng hoa hồng 40%. Anh Hát đã tạo tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản web để tạo đơn nhập dữ liệu theo hướng dẫn. Sau 7 lần nhập dữ liệu web đúng, số tiền vào tài khoản web của anh Hát là hơn 700 triệu đồng nhưng không rút được. Công ty yêu cầu anh nộp tiền thuế web, thuế thu nhập cá nhân, phí nâng cấp, phí bảo mật tài khoản. Do không muốn mất số tiền gốc đã bỏ ra, anh H đã tiếp tục làm theo yêu cầu. Sau 14 lần chuyển khoản, anh H đã bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tôi cứ nghĩ là chơi cho vui, giải trí, theo như họ mời chào. Ban đầu chơi số tiền là 99.000, sau là 500.000, sau đó dần dần là 10 triệu, 30 triệu. Và đến lần thứ 14 là 139 triệu. Sau khi đến lần thứ 14 thì tôi có tỉnh ngộ và cương quyết không chơi nữa. Thì các đối tượng đã dùng các lời lẽ và tin nhắn gọi điện bằng mạng Telegram của nhóm là mang lời lẽ hăm dọa. Cũng bởi nhẹ dạ cả tin và những lời mời chào việc nhẹ, hoa hồng cao mà chị T ở thị trấn Yên Mỹ tham gia công việc chốt đơn online cho trang web bán hàng của Tiki. Ban đầu với việc chuyển khoản trước số tiền hàng, rồi sau đó nhận lại cả gốc và hoa hồng rất nhanh. Chị T đã hoàn toàn tin tưởng, để rồi sau đó bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng. Tương tự như vậy, anh DKT sinh năm 1992 ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng khi tham gia đầu tư sàn giao dịch của nước ngoài. Đây chỉ là 3 trong số những đơn trình báo tố giác tội phạm mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được trong thời gian qua. Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng chủ yếu lợi dụng uy tín của các sàn thương mại điện tử để lấy lòng tin của những người đang có nhu cầu làm thêm và đánh vào lòng tham để dẫn dụ các nạn nhân sập bẫy. Đề nghị người dân, thứ nhất là không vì hám lợi nhuận cao mà tham gia đầu tư kinh doanh, chuyển tiền cho những người mà mình không quen biết trên mạng Internet. Thứ hai là khi làm cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử hiện nay thì cần kiểm tra rõ thông tin về hàng hóa, về đơn vị cung cấp để kiểm chứng tính chính xác của hàng hóa, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.